Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại quay ở thành phố cảnh mới, rất là đẹp. Và ngày hôm nay cũng là ngày Giáng sinh luôn. Và bây giờ mình sẽ quay bản này nè, bản này hay nè. Đó, lực bằng sáng luôn ha. Còn mà sao đây đã có chuẩn bị có lực bằng sáng. Quá thiệt luôn. Rồi. Phải sản xuất một cái áo riêng 4XL dành cho quen đây đó. Bữa giờ là chưa có áo mặc không phải bao giờ. Đây là 4XL. Anh ơi, em chúc anh Giáng sinh an lành. Đồng khá đồng viên để lại. Vậy là bí mật đã được phòng thí rồi. Ủa vậy là bí mật mà đó. Không biết từ tối qua luôn á. Hãy diễn cái nét ngạc nhiên. Cảm ơn em. Đây là cái ba lô lật mặt bảy một điều ướng nha. Thì ba lô này đến từ Đông Tây Ba Bờ Shop mà nó rất là mọi người ở trong đây sẽ có cả cái ngăn để mình có thể được laptop nè. Tại vì nó rất là êm, nó có thể chống sốc để bảo vệ cái bàn ghế laptop của mình ha. Ở ngoài đây cũng sẽ có một cái ngăn để mình đựng cái đồ linh tinh cho dễ lấy. Bên đây cũng có ngăn để nhét bình nước hai bên và được may rất là chắc chắn luôn. Cái ba lô năm nào thì anh Quý Hải cũng tặng ba lô cho ekip và có rất là nhiều cái ba lô mà đã được dùng những cái lập mặt trước mà đến nay thì nó vẫn còn có thể sử dụng được, chưa có bị hư. Và những cái ba lô này thì trong mấy chuyến đi cine tour giao lưu của làng phim Lật Mặt 7 vào dịp lễ 30 tháng 4 năm sau, khi mà anh Hải đến giao lưu với các bạn lại ra thì anh Hải cũng sẽ cầm theo để tặng cho mọi người ha. Và bye bye, hẹn gặp mọi người tại Lật Mặt 7 một điều ước vào dịp lễ 30 tháng 4.